cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy mẹ Chúa Giêsu và anh em người đến và đứng ở ngoài, sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh người và họ trình người rằng: Kìa mẹ và anh em thầy ở ngoài kia đang tìm thầy. Người trả lời: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, người nói: Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Đó là lời Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa ngày hôm nay hướng chúng ta về đấng mà chúng ta tôn thờ. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe kể lại việc vua David đi đón hòm bia Thiên Chúa, và khi đi rước kiệu như vậy thì đi 6 bước, David cho giết 1 con bò và 1 con bê và nhảy múa trước mặt hòm bia. Tất cả những việc David làm để nói lên đấng mà David tôn thờ, đó là Thiên Chúa. Và David đi rước hòm bia, tức là rước 10 điều răn mà Chúa đã dạy. Vậy thì cái việc tôn thờ Chúa mà đúng nghĩa nhất, đó là tuân giữ những lời Chúa dạy. Trong bài đáp ca, chúng ta lập đi lập lại: Vua hiển vinh là ai vậy? Chính người là Thiên Chúa. Mỗi người ai trong chúng ta cũng có một người lãnh đạo, một người điều khiển. Và ai là người lãnh đạo điều khiển chúng ta? Đó là Thiên Chúa. Còn trong bài phúc âm thì Chúa cho chúng ta một câu trả lời, nó cụ thể. Khi mà người ta nói với Chúa: Có mẹ và anh em thầy đang ở ngoài tìm thầy, thì Chúa mới làm một điều mà dễ làm cho chúng ta ngạc nhiên. Chúa hỏi: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Rồi sau đó người đưa mắt nhìn những người chung quanh và nói: Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Khi Chúa nói như vậy, không có ý là Chúa phủ nhận Đức Mẹ Maria là mẹ của Chúa đâu, nhưng Chúa nói lên cái điều mà làm cho Đức Mẹ trở nên mẹ và người thân thiết với Chúa, đó là ai làm theo ý Thiên Chúa thì người ấy là anh chị em và là mẹ ta. Mỗi người chúng ta là những người gọi là Kitô hữu, gọi Thiên Chúa là cha, thì chúng ta cũng xem lại coi, nếu như chúng ta có nghe và làm theo ý của Thiên Chúa thì chúng ta trở nên là con của Thiên Chúa. Còn lãnh bí tích rửa tội rồi nhưng mà chúng ta gạt lời Chúa qua một bên, thì lúc đó chúng ta trở nên người xa lạ với Chúa và không còn là xứng đáng gọi Chúa là cha nữa. Rồi hôm nay chúng ta cũng mới có một cái tin vui, đó là đội Việt Nam mình được vào chung kết. Đây là một cái điều mà làm cho cả nước vui. Nhưng mà rồi qua cái câu chuyện của ngày hôm nay, tôi lại nghe lại ông Park Hang-seo là ông huấn luyện viên đó. Ông ta nói một câu mà nói lên cái điểm yếu của chúng ta. Chúng ta thường nói là mình yếu hơn, mình nhỏ hơn, mình thấp hơn để bào chữa cho những cái thua của mình trước đây. Ông ta nói không phải đâu, bởi vì chưa đánh mà đã thua rồi. Và ông ta truyền cái tinh thần của một người làm hết sức. Và chúng ta thấy được cái việc mà ông ta đưa cái đội banh Việt Nam vào chung kết, đó là ở nơi cái tinh thần mà ông ta truyền vào cho các cầu thủ. Còn như trước đây mình vẫn cứ thường bảo là mình nhỏ hơn, mình
yếu hơn, mình thấp hơn, để rồi làm sao? Để rồi hài lòng với những cái thất bại, với những cái thua, và không cảm thấy mình phải cố gắng gì. Và trong cuộc sống của chúng ta, đây cũng chính là cái điều mà chúng ta thường gặp, đó là khi chúng ta có cái thành kiến, không tìm cái điều cốt yếu mà tìm theo những cái định kiến có sẵn. Ví dụ như là ai đó, con ông đó là anh đó là say xỉn, rồi anh đó là nhậu nhẹt, anh đó là cờ bạc, anh đó gì, và ta dừng lại ở đó mà không có biết gì hơn nữa. Và chính Chúa Giêsu nói cái câu này để nói lên cho chúng ta là người có đạo, chúng ta phải sống theo cái điều cốt yếu, ai làm theo ý Thiên Chúa. Và nếu như chúng ta giữ mọi cái khác bên ngoài mà không chịu làm theo ý Thiên Chúa thì kể như là mình thua rồi. Còn ngược lại, có nhiều cái ta không có giữ được, nhưng mà trong lòng ta vẫn muốn làm theo ý của Thiên Chúa, thì lúc đó ta thành công. Và cũng giống như đi bóng chơi bóng đá, thì cái cốt yếu của bóng đá là gì? Là cho sức khỏe. Cốt yếu của học đó là để mà giỏi. Và chúng ta thấy thời ngày nay nó cái chuyện gian lận nó gặp nhiều lắm, gian lận bằng cấp để được cái tiếng là cử nhân, là tiến sĩ, vân vân. Nhưng mà rồi cái học thì vẫn dốt. Và lời của Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta đi tìm cái cốt yếu trong cái đời sống đạo của chúng ta. Chơi thể thao là để cho nó khỏe, rồi học là cho nó giỏi. Còn giữ đạo đó là mình phải sống cái sự thật và cái lòng bác ái. Khi nào mà mình không tìm kiếm sự thật, không tìm kiếm bác ái mà thành kiến mà vân vân, thì kể như là mình đã bỏ đạo rồi. Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa đã nói với chúng con cái điều là chúng con có thể trở nên anh em của Chúa đơn giản chỉ bằng cách là lắng nghe và tuân giữ lời Chúa dạy. Chúng con dâng lễ tạ ơn Chúa đã hạ mình xuống làm anh em với chúng con, và xin cho chúng con biết đáp lại tình thương của Chúa một cách xứng đáng bằng cách luôn luôn để tâm lắng nghe và thực hiện những điều mà chúng con được Chúa dạy. Amen.